chưa đấy. Quên hôm bữa quên quay đồ thịt luôn. review ấy, Mình nhé nhé trước đây nó sập câu ấy. tiếp tục là núi thôi cả nhà ơi. Đi thử bốn cánh đây. Bốn cánh à, núi đây hiểu rồi. Sao mà nữa? Hôm nay bạn em lại tiếp tục đi lên núi đi tìm cây sát tân phong. Hôm nay mình rắn rồi, trong phim đó rồi. Và bạn em xin chào cả nhà nhá. Mình đem con cái máy quay nhỏ. Lần đây thì quay cũng quay sơ sơ, đỡ tân thủ đào ấy. Đi xuống núi chạy về nhà, tao chiều bạn em chạy lên lại, đỡ đinh gà. Đây gặp một cây luôn nè, xung quanh nó, tìm xung quanh đây, với nó mọc mọc theo khu mà, vô ốc rồi đấy ơi. Ừ, sao cơ? Nhổ ra này bị sức liền à, do nó cứ quèn mèo quèn mèo nó cắn đá, nhổ ra này sức. Cũng này cũng được, tầm ổn. Nhẹ lắm. Ồ, đây nha. Đây để con người đéo. Nó vậy luôn dây dày. Quay cho nhà xem cái sông nái này. Đỏ tay này. Mới đeo thì đụng vào cái lá này, cái lá của cái cây này mình cũng không biết nữa, nằm ở dưới đây này, đụng vô cái là nó ngứa liền, ngứa cái gáy luôn đấy. Con sâu nái này khiếp thiệt, con này bò ăn vào chất liền, lòng ngứa cực kỳ mà, ui khiếp lắm. Thì đang đeo bụi khá to luôn, rễ nó này, rễ nó khá là nhiều, cái bụi to này này, cái rễ nhánh nó nhiều lắm, nó ngang theo mặt trên mặt đất ấy, khá là dở đeo luôn. Còn cái rễ chính đó thì nó âm sâu xuống. Mới có 2 giờ hơn à mà trong rừng là tối thui rồi. Bà đem thu xuống núi, xuống núi về nhà lót già xong bắt đầu chạy lên lại đỡ mới đình gà. Nhà mấy anh em cũng gần mà, đi nửa tiếng hồ tới. Ba anh em đào có 4 tiếng hồ không ta? Cho 4 tiếng hồ ấy, được nhiêu đây? Đây có cái mấy cục bự này, kiếp thật. Mấy cục bự này đá đỏ không? Chù mơ mang vậy á. Đây này, ấy ui chù. Đá lắm. Mấy cục đây chất lượng quá mà. Rất tuyệt vời. Thôi đẹp, đẹp. Hiện tại thì mấy anh em đã lên lại rồi. Và mấy anh em vào cái chỗ mà đêm hôm mấy anh em đi đi xanh á. Lên lại chỗ đó, rừng gà cũng còn khá là nhiều mà.
Bây giờ 5 giờ chiều rồi, bắt đầu mình em tiến hành vào đó rồi nha. Ở phía trên kia có một anh người đồng bào, họ đang cuốc cờ mía. Còn mát á, tranh thủ. Chú bộ anh một chỗ chính xác, thiệt chính xác luôn. Đúng rồi, thiệt chính xác chứ. Đây, chúc anh em may mắn nha. Ok rồi cả nha, rất là may mắn, tuyệt vời rồi. Con này thì chắc chắn là vào sẽ show là thấy, nhưng mà được hay không nữa là ý chơi thôi, hên xui thôi cả nha. Nói chung là hay không bằng hên nữa mà. Rình được rồi, bắt đầu vào tém nó có được hay không này, đó là một cái quyết định rất là quan trọng luôn. Không biết là Mạnh với lỡ anh Thi ra có rình được con gì không, nhưng mà lúc chạy ra đó thì gà ở trong chỗ Mạnh á, chỗ anh Thi được cái bay thấy chắc luôn, quá trời đất luôn mà. Sao đâu? Tụi này vậy? Hả? Hai chỗ làm bay hết chỗ. Sao sao vậy ta? Sao đi ra nó bay chứ. Chỗ đây chỗ đây sao chiều rồi? Sắc mưa. Đùng 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 vậy không biết ở đây ta. Sao nghe còn gà má không ấy? Lên tay rầm rầm. Muốn qua nó ngủ đây. Vậy là anh Thi một chỗ, mình một chỗ nữa, hai chỗ. Bên này mày cù ấy gớm hơn tới ăn đồ đỏ nè, sát bên luôn ạ. Bữa nào dẫn luôn rồi, nay danh nhữ cho đi bài. Bây giờ mình đem chờ tối lại bắt đầu tiến hành. Chưa tối là mình tém này nha. Nhiều vậy ha. Nãy giờ rồi chỗ anh Thi mà không ra luôn, nó rầm quá. Bây giờ chắc di chuyển lại cho mình nha. Được một con gà mái đâu, nhưng mà gà cồ thì rồi không thấy ngay luôn, ngủ sát bên mà rồi không ra. Một con gà mái nói chung là tạm ổn cho mấy anh em được ạ. Làm nâu cháo vậy y xì. Lên đi ạ. Lên nữa nữa đây, xong đây luôn không. Đây là con cối hóa bệnh. Có vừa xưa yêu suối thì tôi yêu hồ nữa. Yêu bữa gió rồi ông không?
hôm nay mấy anh em đổi chỗ nữa, chỗ này là tại cái chỗ đập chính luôn, đập xả lũ á. Hôm qua ăn vừa luôn không rửa không? Giờ rửa không? Vậy ha. Chiều ha. Hiện tại thì thời tiết chỗ mấy anh em thì rất là lạnh luôn. Cứ sương nó xuống lạnh cực kỳ, sáng dậy cũng vậy. Lạnh lắm. Nhưng mà mấy anh em thèm bia quá. Mùa lần sâu lòng bia Vina. Thay đổi á, lâu lâu mình thay đổi bia chứ. Thử thử đi. Nói chung mình anh em nói thiệt luôn, do bữa nay nó nhiệt chim quá. Mình em dứt bia thử nó có hết nhiệt. Ừ dạ. Ông ông này không có gieo không muốn rồi nha. Ừ. Hôm nay thì mấy anh em sẽ làm món cháo ấy. Lâu lâu thì mình cháo gà rừng. Có khi nào nấu nồi cháo lội giỡn cái trầm mưa không ta? Đang mưa bay bay rồi nè. Trời nó cao nước mưa nữa vừa. Đúng không? Vậy nè. Mưa sao nó ít ngon vậy? Lúc bệ nè. Thôi nè. Hôm nay nấu có một món cháo á, nên mấy anh em nhàn lắm. Đẹp đẹp à. Thằng cháu mà uống bia ở đây chứ hơi bị no á. Gà rừng đeo nướng hồi nào nhanh ta. Có khi mình nhắc nó là dưa là một cổn nè. Không có thở chứ. Chừng đấy là làm sao ta? Chừng đấy anh lọt đọt chạy về trước đây. Mày lọt đọt thôi anh sách dép anh chạy. Cái là có mang dép thôi mang dẻo mà. Bỏ xe luôn. Bỏ xe luôn. Mày chạy bồi chắc không lại à, chắc bơ được xong á. Tớ đâu tớ kìa. Cho đưa hả? Chiều. Thế cho không yên ổn không? Yên ổn. Cả đi mà. Dưới thấy thằng cà phê thì để đồ nhỏ ngủ dưới đó. Món đơn giản ha, cháo rất mà ngon. Duy nhất chỉ một món. Rồi ba anh em xin mời cả nhà dùng bữa cơm tối của mấy anh em luôn nhá. Mời nha, ăn cháo gà buổi tối nha. Mời nha, ăn cháo nha. Đây anh em thầy núi lên đò uống bia. Mời nay ăn cháo uống bia vậy ha. Mời không? Củi này. Ôi dồi, bánh dữ ta. Bánh dữ ta. Mè nước nước nhanh húp húp. Húp 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 húp. Vô nè. Mời nha, uống Vina Sky nha. Vina Sky nha. Đi ở đây luôn, uống bia phải vô về đúng vị. Ôi dồi, lành tanh như ướp ướp đá luôn ạ. À, đáng bia lâu, ngon. Thật lâu hả không? Thật lâu hả không? Làm lắm cháo đấy. Chào mưa bàn cháo này. Khoan khoan, vô lại. Nôn ăn quá cái khâu đây quên luôn này. Không muốn nêm cái hành ngò này. Hành ngò lá hẹ. Chiều vậy ha. Quấn đầu bếp rồi chứ. Quấn đầu bếp à. Bếp gì lẹ vậy ông. Giờ bó ăn chua mùa màng đúng không? Đúng rồi, tính mùa to mà. Bắt đầu gọi là mùa đúng không? Cái xe này, có màu xanh rồi đẹp đi rồi ha không? Đẹp. Ôi ngút trời ạ. Ờ. Ghê con cấu luôn. Thằng nặng dữ ta. Mưa mà. Cháo gì vậy? Cháo gì vậy? Leo ra. Ui 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 ui, phòng mỏ không hả? Gà nó ra dâu vậy, nóng. Nó còn nóng hổ mà.
Còn nóng mà hốp hốp mày. Mày bật cho đồ ro không? Không mở không? Cho đồ làm mát lên không? Cho đồ làm mát lại. Mình dám như mình vậy nha. Ừ, sợ. À, trời ơi. Đã. Mà nha cái đâu này. Ngập mồm luôn đó. Bữa bữa nào chưa? Bữa bộ thần kinh là nếu quá nha. Bữa nào luôn. Có chế độ rò đúng không? Không, ngồi không? Không không. Đã. Sau ngày làm việc mệt mỏi, bạn em mình chỉ cần một con gà là đủ thôi. Đúng rồi. Một con gà ha, đi xì luôn. Liệu bàn núi cũng được, bốn hòn được, sáu con cháu gà không? Được. Thì có thêm chút đậu xanh nữa mọi người, nó hợp lý luôn. Thì bài hơn, đậu xanh nữa thôi mưa nó mát. Không thấy đâu, vô lâu lâu làm cái lon gì đó đỏ lạ dữ ta. Lạ quá lạ. Có chữ BVNA rồi gì đây không? Gì đây mà nước gì đây? Bia đây bia biển rồi đó. Còn cáo á. Còn cáo không? Dành cho dân biển mà dân núi châu luôn. Đành mà anh miếng thịt nó còn bốc hơi rồi đây nè. Nó đá làm sao luôn á. Đẹp quá. Đẹp quá trời luôn. Mà mạnh nó lên đây sao ghẻ đâu anh biết ra hơn. Không. Có tao hợp hai con giờ thêm con nữa ra. Ghẻ đâu ra. Không hiểu được. Số. Số hướng á. Làm đây. Cứ vậy. Ghẻ đâu anh biết mạnh. Ba con à. Nhóc này hết rồi mai ráng làm con nữa. Không hết được. Chào hết còn nhiều. Còn nhiều lắm mà điều cái là mình rồi không thấy đâu chứ. Xe ông chiều ba cúc ơi. Cô cúc cứa nha. Dù nghe nó âm vác cứ rào hơn. Cúc nhiều mà. Đứng nghe nó túc quá rào hơn. Đuôi gà thì đẹp quá. Hay ta. Hay ra. Gà mái đâu có cửa đâu quéo ta. Có, gà mái cũng có mà nó có một cửa. Hả? À. Giặt mấy con rồi mà. Nóng. Rò. Rò không có rò không? Rò rò nhẹ. Ngồi không? Ngồi không? Mày này cái phát đầu tiên là rò thương á. Rò thương quá nếu mà. Bật 5 lon 2 ơi. Lon 2 đây. Ôi thôi rò heo. Ôi ra dụ ra. Dụ ra dụ cài 2 lon đúng không? Đúng rồi 2 lon. Chứ bia này no lắm. No. Chéo nữa đây mà. Nhiều quá cũng không tốt lắm. 2 lon. Thì chéo nó. No. Cậu gâu này nhỏ quá. Gâu nó không có hết miếng thịt được. Nó chạy miếng thịt miếc. Đấy. Thấy gì cho. Hoàng gà. Trúng rồi trúng à. Trúng à. Để. Thì trúng leo mà. Một khối này. Ròn. Nóng nhiều nấu. Ngon. Nóng mà ngon. Nóng mà ngon nhá. Là uống rượu nữa. Phần ớt nó nạt nhiều lắm. Quá nạt luôn. Được thích lắm. Được thích cái giai đoạn đó. Đúng phải có lém ấy. Cứ đẹp anh còn thứ khác thế. Mạnh cho giỏi không ai. Mạnh giỏi hơn. Chừng đồ miết kìa. Đừng có chăm cứu cái đồ ăn được à. Chắc đừng trái đi. Là nấu con chuông. Chà. Sao đẻ. Một lon nữa. Không có bà đẻ mà nó lạnh luôn á. No hả? No. Cảm giác cái lon bia nó lạnh luôn á. Lạnh tanh rồi. Giờ cũng khá là khuya. Mấy anh em cũng cơm bước xong xuôi rồi đó. Chắc các bạn em cũng xin tạm dừng video rồi luôn. Hẹn ở nhà ở những video tiếp theo mấy anh nha. Bye bye nha. Bye nha. Bye nha. Chúc nha ngủ ngon, ngon lên cái nào nha. Thật là ngon á. Mưa mát nha.